quay sát sát nha cả nhà. Đó, cái lóc nó chơi quá trời luôn đó nha. Thì hai chú cháu mến chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Bữa nay hai chú cháu sẽ đi kiếm đi đào kiếm vài con ếch cả nhà ơi, với lại kiếm một mớ dẹm với cái con gì tròn tròn chú. Con gì? Đó, con biết không? Con bung bung. Con bung bung hả? Hai chú cháu sẽ kiếm vài con ếch cả nhà, với kiếm vài con dẹm với cái con gì tròn tròn mà cũng không biết con nó tên gì nữa, chút xíu rồi bắt ra để cho cả nhà xem hai con gì nha. Rồi xong rồi hai chú cháu đi gặp có mà chỗ nào mà có cá mà mắc cạn nữa nha, rồi hai chú cháu cũng bắt luôn. Bây giờ hai chú cháu sẽ đi kiếm vài con ếch, vài con dẹm, chút xíu mình sẽ về mình sẽ nướng ăn cả nhà. Giờ xin mời hai chú cháu xin mời cả nhà đi nha. Cả nhà xem kênh nhớ đăng ký và ủng hộ cho hai chú cháu nha nhà. Thì hai chú cháu cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem kênh ủng hộ cho hai chú cháu. Giờ hai chú cháu sẽ đi vòng vòng đây cả nhà, đi vòng vòng cái khu đất này nè, đi kiếm mấy cái hàng ếch đó cả nhà. Cái vỏ vô hàng ếch hả chú? Giờ ông chú phát hiện cái hàng ếch vỏ vô khô, nó vô đào mới được. Đào hả chú? Đào, đào đi. Ở đây cũng có mấy cái hang này chú xé thử coi, anh cũng bong bóng này. Bên đây nè cả nhà, đây thấy có mấy cái hang nè, chút xíu coi xé thử coi có đặt cưng đâu, cưng qua cưng. Để mình tắt máy xíu rồi cả nhà, mình đào tiếp ông chú mình để ông đào ông mệt. Để dày đào này cả nhà, hang cũng khá sâu, sâu lắm. Để ông chú lấy cái cây sấy sấy thử, sấy cho nó mau. Đừng có nói hang cong nữa nha, dính gì chú? Chưa có đâu. Dính cũng đặt chà bả sơ luôn. Dính chưa? Dính chưa cả nhà? Đi vòng một em mét bự bự. Thật bự quá, nó cứng như vậy. Cứng như vậy. Ếch bự luôn. Ếch bự. Ếch bự. Ếch bự cả nhà ơi. Đó. Đưa ếch cho cả nhà xem mình. Đó, cả nhà thấy không? Ở bên cam là ếch. Không có thôi chứ có là con bành bành gì không á. Rồi bỏ vô túi chưa? Đây. Đấy, còn nào nữa không? Lỡ vô ít cặp sao? Con này cũng được hai con cái không biết. Đừng nói dính con nữa nha. Đó thì cả nhà. Nó bắt rồi chưa? Đất này ngày mai người ta cũng sới rồi cả nhà. Rồi qua hang đây cho chú ơi. Thấy hang này thử chú, thấy hang này. Rồi, ok. Rồi thì cả nhà thì hai chú cháu đi móc ếch hay là dưới đi dẹm ở nhà, giờ đi tới cái chỗ này nè, hai chú cháu thấy có cái dũng này cả nhà, là có cá nè. Giờ hai chú cháu nãy đi về chạy cả nhà, lấy cái can với cái xô lại bắt cá, cái xô để mình tát. Rồi chút
Giờ hai chú cháu vô bù lùm này kiếm cá lóc cho nhà. Chốt con này. Úi giời lúng dữ vậy. Nhiều chút. Ui, cá lóc cả nhà không? Bây giờ đi vô vô. Cho gồ. Gồ luôn. Giờ lúng ngay luôn rồi. Bò, bò lên, bò lên. Ây da, lúng. Ủa,
nhiều mảnh không? 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 Hút nhiều mảnh không? Nhiều mảnh không? Đây thật coi. Cá đó không hút? Ừ, cá lóc. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đây có con cá sơ gô bự lắm. Xong đâu à? Đó, đó thùng vô lưng đúng không? Cứng quá. Cứng rồi chứ. Bà mẹ đang cá rô dưới đây bự cho bá luôn, lậu qua vòng vòng rồi. Ồ, cá bự. Ui ui. Đang còn nữa. Quá tức ta. Bắt hoài không được đó. Đó. Ở đây có cái dũng nó sâu nè, chỗ đặt máy. Cá lậu tới lậu luôn rồi. Quá tức ta. Úi, đó. Mình muốn cái chiếc, muốn cái đạo gì? Chín cá nè. Mấy cá gồ nè. Đó, đó là con giò. Đi đây. Chù vô quần luôn. Đi rồi. Ôi. Ôi, ôi. À cho con có bò không nữa chưa? Hả? Chưa? Chưa chưa, ngò gắn cả gô đi. Chạy nãy giờ vòng vòng đi. Cùng nó mới có cá lóc không? Cái bột cái bự. Cái bột bự. Gì? Đó. Ủa, đó. Đó, mò bắt cá không được. Bà mẹ nó hay quỷ trời. Xuống đây à. Đó. Cái con nhỏ. Được không? Không. Chui đứng đây à. Tại vì cái gồ bự vậy trời. Ê, cái gồ nè. Ê, có con nào chui dưới giò không? Úi, cái lóc. Trời ơi, dính dính cái lóc cả nhà. Cái lóc chui xuống giò. Mày chạy hả bự? Úi, à. Đây, thì cái lóc này cả nhà. Ồ. Bự. Có con gì chui ngay cái đầu. Ồ, dính cái gỗ bự luôn. Cái gỗ bự cả nhà ơi. Đó. Cái gỗ bự. Bự cái gỗ. Dính chứ. Mục tiêu hiện tại. Nó lậu hay lắm mấy cái gỗ nó nước lả lả này nó lẹn 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 lẹn. Rồi quậy quậy trên cho nó chui xuống. Này, dính nha. Cái gô mời. Ôi, đó, 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 đó. Đây, 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 đó. Ôi, dạ, dạ.
dính dạ, dính vừa. Cái gô này không có mở. Ây, đây nè, 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 nè. Cái gô này không có mở. Dạ. Nó lặn ở đây. Còn bự lắm. Này. Dính chưa? Đó. Còn nữa hả? Ừ. Rồi đặng chút lợi còn tát cái chỗ đó bắt bà muốn cá lóc đi. Đây 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 đó 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 đó. Đây nè. Cá gù quá trời này. Đó đó đó. Đó. Chưa 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 đây nè. Con cái nhỏ. Đi. Đi. Mình có lý ở đây nè. Đó. Có cá này, cá này. Đó. Nhiều cá quá cá. Cá quá cá cả nhà, ở trong trong đó bình này. Nhẹ nhẹ thôi. Ôi cá lóc cá lóc cá lóc cá lóc chú dưới đây nè. Lóc nhỏ, cái lóc nhỏ. Cái Dũng này chú bắt chưa? Rồi hả? Nè, lại đây nè, bắt nè.
hãy bình con đi. Con đi trên cái này nè. Đi bên đi chỉnh cái lỗ. Quay đó. Ủa cái lóc này cái nào? Ủa. Bữa nay hai chú cháu trúng mắm cá ra nhậu. Đó, đó. Để đâu? Để đâu cho thoát? Để đâu cho thoát? Đó, còn con nữa. Ui. 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 Ui, chạy đâu cho thoát? Chạy đâu cho thoát? Quá chạy cái đó rồi. Rúp chung đây nè. Theo lưng chú với mò cho. Còn trốn ở đâu không? Thùng ra thùng đây. Cái lóc một chút. Cái lóc. Đó. Giật giật cái giật cái lục này ra đi. Ủa cái lóc, cái lóc này chê nè, nó u cái lóc này nữa nè. U cái lóc nó u ở đây quá trời luôn. U cái đường này nè. Ôi trời đợi đó. Nó 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 chạy tới, chạy tới rồi. Chạy cho nó tới rồi. Quay đi con. Bữa nay mướn calamen luôn cả nhà. Mướn calamen nhỏ. Mua cái lóc này nè. Đó, 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 chạy tới. Này cái chơi đó. Chạy tới. Bây giờ. Bắt to bắt quá. Bữa nay hai chú cháu đi bắt cá này chắc có lẽ là không có bắt dạng nướng luôn cả nhà. Bắt này không hết thời gian luôn rồi. Đó là cái ồ lỗi chắc vô mắm rồi. Cái nhà biết sao ở ở trong đây còn cái nhà, cái này trong đây gộp á. Gộp á rồi người ta không có bắt. Người ta không có ở không được. Người ta ấy với mình được. Mày mẹ rồi. Ôi ôi, cá chơi kìa, cá chơi, cá chơi, chơi. Cái đường này nó dẫn xuống đây nè. Nó dẫn xuống ngay gần chỗ cái hang của con. Thùng 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 thùng. Mình cứ bắt cá chơi. Ngứa quá cá già. Cây nó sót. Cá chơi. Đó, cá chơi đó. Còn mấy con cá lóc đó là chút. Cá lóc rồi, tới rồi. Lóc trước rồi, đây. Đâu rồi? Đây nè. Nó có chạy thoát được tạo đâu. Đây nè. Quá đã này, vô mánh luôn nha. Ôi rồi, cá gồ bị. Cá gồ bị. Dạ, dạ. Chạy tới. Đi rồi. Ôi rồi, con quá. Ui dạ, ui dạ, dạ. Dạ. Cá gồ con. Được chưa? Mày đứng lên coi, mày đứng trên này lúc cho trời sao bắt. Đó. Ui, con cá gì đây? Cái chơi.
quay cận cảnh không? Chơi cái chơi. Có cây không? Có bắt quá. Im đi, im đi. Đừng gáy. Cho nó lên đó đi. Dính. Dính. Chú xuống mới được. Đưa gầu lên gì? Cái gì em cũng bành bành không? Lỡ rồi bữa nay mình không có bắt kia. Không có làm dạng nướng nữa nhà. Này là bắt cá. Rồi, dính. Dính. Ừ, cái chê. Rồi. Cái rô chạy lại trước rồi. Lúc đó đi lúc kia bắt được chưa? Cái bắt gì đâu? Cái bắt chưa? Cái gì vậy? Cái gô bự. Cái gô bự. Quay rồi. Dính cá lóc rồi. Cá lóc cả nhà ơi. Quá dẹn con bệnh bằng không? Quá dẹn luôn đi. Không có thời gian bắt dẹn mà cả nhà ơi. Cả nhà clip sau đi. Giờ đây có cá bắt cá cả nhà. Để mấy con em nào sót sót đây không? Gì đó đi. Mình cũng bắt rồi chứ. Đó là thằng câu lương á. Nó hay mình đi. Như trước mình bước rồi. Làm sao mình có cá nữa à. Cái rô bự lắm. Thưa thằng ơi.
Cái gô hay tiện. Đi vậy. Đây nè. Trốn nước trong đây luôn. Gô bự không ha. Không có cháu lên nữa. Mà mẹ nó cái hay vậy. Cứ gô bằng bằng con đi. Con cá rô ở đây nó mất tiêu rồi. Không có cóp kìa. Mày trốn ở đâu? Quay vô ngút rồi coi. Hay ra không có cái lóc đi anh này, không có cái lóc đi chắc thì nó bắt hết rồi. Đi ra nó gô này bự lắm á tiền trời, nó gô bự chợ ná luôn. Đi cái gô này hay thiệt. Trốn cả nhà ơi. Con cá lóc nó trốn. Trốn dưới đây nè. Ngồi rồi. Trốn cá lóc. Đi lại trước này chỗ. Chiếc cá chiếc qua. Rồi đi cũng đi. Hết cái gì hả? Ui, cá lóc trốn này nè. Cá lóc trốn. Cá lóc trốn này cả nhà hư. Cá lóc trốn. Chuối. Chuối được, chuối trốn được. Ui. Cắt nhiều nó đẹp đây. Có thùng không? Lắp không út? Hả? Lắp hả? Đấy lắp. Mới thầy nó mới tìm ra. Quá hay vậy? Mua có mỏi này chưa? Chưa. Con cái gì vậy? Nó mệt. Đó trong trọng á. Đó. Trên đây nè. Đây nè.
Mưa lên mưa mới xuống hoài. Đây nè, đây nè, nè. Ngay ổ cá luôn rồi. Ngay ổ cá luôn cả nhà. Chín nhít đây nè. Chết rồi, sao uống rồi. Đó, còn trong nữa. Cái cục bự. Quay đi cho chết. Quay nè, đang quay. Ấy da, lót từ ngoài. Cho cà mèn uống nước cái cả nhà. Chú. Đây đó bà bắt. Đâu cái men. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cái con gô bự. Cái lóc chút. Quay ồ ồ không có lóc. Quay không có lóc. Đây cái đây chỗ bắt chưa. Cái gồ nhỏ mà. Cái gồ mời. Cái gồ gì là nhỏ này cả nhà. Bỏ chú. Cái gồ này bắt được. Bắt được cái gồ cả nhà. Còn trống chút bư không? Cái bụng mình đã cái luôn. Chú cháu vô mánh cả nhà ơi, khúc con chưa bắt nữa. Đó, có chú. Ơi, cái con gì vậy? Này, gì đây nè. Rồi cả nhà thì nãy giờ hai chú cháu cả nhà đi móc ếch vừa có cái phát hiện một cái chỗ cái dụng nước cả nhà, hai chú cháu mò bắt cá được nhiều rồi cả nhà. Đó, quay sát sát cả nhà. Đó, cái lóc nó chơi quá trời luôn đó nha. Thì đầu clip thì hai chú cháu nói là đi
mồi dẹm về. Chú cháu mãi mê bắt cá cái nhà không có bắt dẹm luôn. Thì cái clip dẹm sẽ hẹn cái ngày clip sau nha. Bây giờ hai chú cháu xin chào cả nhà nha.